Xin chào mọi người, lại là mình Vân Anh đây. Chiếc video này chính là outfit 7 mùi hương dành cho cả một tuần dài làm việc để giúp chúng ta luôn luôn có một trạng thái là 100% năng lượng nha. Có thể là mọi người chưa biết là một cái mùi hương ấy thì cũng có thể giúp tinh thần chúng ta cảm thấy là phấn chấn hơn, kích thích cái sự sáng tạo của chúng ta. Vì vậy, việc chúng ta chọn một cái hương thơm nước hoa trong những cái làm việc để giúp chúng ta lấy lại năng lượng, có một cái năng suất làm việc cái tuần rất cao thì cũng rất là quan trọng. Vậy gợi ý 7 outfit mùi hương cho 7 ngày làm việc hương thơm nào thì cùng Vân Anh đi hết video này nhé. Hương hoa nhài có thể giúp kích thích cái sự tập trung của chúng ta hơn bình thường lên khoảng 20%. Vì vậy mùi hương Zaidor by Zubini với cái hương thơm tươi mát năng động mang lại cái niềm hứng khởi cho bạn ngày đầu tuần sẽ giúp chúng ta cảm thấy đầy năng lượng và sẵn sàng làm việc trong ngày đầu tuần nha. Zaidor by Zubini mọi người nhé. Và thứ hai đầu tuần, mùi hương cân bằng trạng thái cho ngày thứ ba thì sao nhỉ? Bận rộn với những cái công việc ở ngày đầu tuần thì chúng ta phải đốt cháy năng lượng cực nhanh, điều đó thì sẽ giúp chúng ta cảm thấy là dễ mệt mỏi hơn. Thì lúc này mùi hương hoa oải hương thì sẽ giúp mọi người thư giãn nha, sẽ làm giảm nhịp tim hay là cân bằng huyết áp. Vì thế hãy lựa một mùi hương đó chính là Li Jubilee cho ngày thứ ba mọi người nhé. Thứ tư, tạo tinh thần phấn khởi. Hương hoa hồng được xem như là một liều thuốc an thần, giúp xoa nhẹ các dây thần kinh và chống trầm cảm. Nếu mà mọi người cảm thấy đang lo lắng hay là đang căng thẳng thì hương hoa hồng sẽ giúp mọi người giảm bớt cái sự căng thẳng và lấy lại tinh thần. Áp lực trong công việc của ngày thứ tư thì vẫn còn rất là nhiều phải không ạ? Thì mọi người có thể chọn một cái mùi hương Mint by Zubili với tông mùi hương chủ đạo là hương hoa hồng để giúp mọi người cân bằng lại cái tâm trí của mình nhé. Một mùi hương khơi dậy tinh thần của ngày thứ năm thì đây là ngày gần cuối tuần rồi, chúng ta cần một mùi hương giúp chúng ta khởi động lấy lại cái lại tinh thần, mang lại cái cảm giác ấm áp và quen thuộc. Thì mùi hương vani là một trong những gợi ý tuyệt vời nhất. Đối với Live VF by Zubini thì đây là một cái mùi hương có cái nốt hương cuối có mùi hương vani này, hay là kẹo chocolate hạt nhân này, hay là có mùi hương hoa hương, thì nó sẽ giúp bạn xóa tan mệt mỏi và giúp bạn sảng khoái hơn. Và đây sẽ là một outfit, một gợi ý hoàn hảo cho ngày thứ năm mọi người nha. Ngày thứ 5 khơi dậy tinh thần thì ngày thứ 6 cùng lấy lại năng lượng nào. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng mùi hương cam quýt thì sẽ là một lựa chọn tuyệt vời để giúp đánh thức chúng ta. Hương tinh dầu nước hoa có mùi hương cam quýt có tác dụng rất là tốt trong việc lấy lại năng lượng và giảm mệt mỏi. Sau 5 giờ chiều mà mọi người sử dụng một vài giọt hương mùi hương của Sexy Girl by Zubini này thôi thì mọi người sẽ cảm thấy có năng lượng rất là phấn chấn để chiến đấu đến những ngày cuối cùng mọi người nha. Sexy Girl by Zubini. Ok, ngày cuối cùng trong tuần hãy thư giãn và tận hưởng nào. Đã đến ngày cuối tuần rồi thì chúng ta cần một cái mùi hương mạnh và lưu hương lâu hơn thì đủ để chúng ta có thể đi chơi với bạn bè hay là đi hẹn hò, hãy đi chơi với đồng nghiệp, anh em trong công ty. Thì Good Girl by Zubini sẽ là một gợi ý tuyệt vời cho ngày cuối tuần nhá. Một cái mùi hương ngọt ngào, một cái mùi hương quyến rũ và cái độ lưu hương lâu ấy thì sẽ giúp bạn trở nên tự tin và quyến rũ và cuốn hút hơn đó. Ok, và đó là những gợi ý, những cái outfit dành cho 7 ngày trong tuần của mọi người để giúp mọi người có một tuần làm việc có thể luôn có tinh thần để giúp chúng ta có những cái năng lượng để tần suất làm việc của chúng ta hiệu quả hơn và giúp chúng ta thoải mái, giúp chúng ta thư giãn hơn. Thì mọi người có thể lựa và tham khảo những cái mùi hương trên nha. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều mùi hương khác mà có thể là theo sở thích của mọi người hay là theo những cái phong cách ăn mặc hàng ngày của mọi người thôi. Thì mọi người muốn lựa những cái hương thơm như thế nào thì có thể chấm hoặc để lại cái thông tin bên dưới thì nhà Vy sẽ lựa những cái hương thơm phù hợp cho mình nha. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết video này của Vân Anh. Hãy like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.